Bộ sưu tập mô tô tiền tỷ của Phan Hiển. Phan Hiển sở hữu bộ sưu tập mô tô trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Kiện tướng đen Sport Phan Hiển có niềm đam mê rất lớn với mô tô, dành nhiều thời gian sưu tầm những mẫu xe yêu thích và đi phượt bằng xe máy. Phan Hiển có tổng cộng 6 chiếc xe, trong đó 4 chiếc là mô tô phân khối lớn và 2 chiếc xe tay ga với dung tích lên tới 300 cm³. Phan Hiển cho biết anh bắt đầu sưu tập xe từ 2015 với một model mini phù hợp với vóc dáng. Anh trang bị cho chiếc xe nhiều đồ chơi đặc biệt và mất hơn một năm nhập toàn bộ phụ kiện từ Mỹ. Đây cũng là chiếc xe anh thường chở con trai, bé Cu Bi, đi chơi trong thành phố. Thừa hưởng niềm đam mê xe cộ của bố, Cu Bi cũng thích thú mỗi lần cùng bố rửa xe hoặc tạo dáng bên mô tô. Phan Hiển được bà xã Khánh Thi tặng chiếc Harley Davidson Breakout phiên bản Mineral Green Metallic trị giá hơn 1 tỷ đồng nhân dịp giành 3 huy chương vàng tại SEA Games 31. Dù rất yêu thích, anh ít dùng đến, gần như chỉ để trưng vì model này quá to và nặng so với vóc dáng. Trước đó, Khánh Thi tặng Phan Hiển một chiếc mô tô khác của nhãn hiệu Triumph Thruxton trị giá khoảng 500 triệu đồng. Sau khi có chiếc xe này, Khánh Thi cũng thường xuyên tham gia các chuyến phượt cùng chồng. Phan Hiển còn có một chiếc Harley Fat Bob trị giá khoảng 700 triệu đồng. Ngoài những lúc đi chơi cả nhà phải dùng ô tô, Phan Hiển thường dùng mô tô để cùng vợ đi hẹn hò, dạo phố. Anh cũng tham gia một số hội nhóm chung đam mê mô tô và phượt. Phan Hiển cho biết anh rất thích rửa xe và coi đó là thú vui để xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng. Anh rất vui vì con trai Cu Bi có cùng sở thích này, là trợ thủ đắc lực của bố. Vợ chồng Khánh Thi Phan Hiển còn có 2 chiếc xe tay ga dung tích 300 cm³ của Vespa để đi lại hàng ngày.